Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài, đó là đi tìm ngày tốt, ngày đẹp để cho chúng ta có thể khai trương mở hàng trong cái tháng 11 năm 2020 này các bạn. Mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng lấy giấy, lấy viết mà ghi lại nha. Nếu mà tất cả các quý vị, tất cả các anh chị mà không lấy giấy, lấy viết ghi lại á, chập lát nghe một chập á, là sẽ không có nhớ, sẽ không có nhớ kỹ được các bạn. Thì các quý vị cũng đã biết kênh của tôi luôn luôn xem ngày theo 24 tiết khí chứ không bao giờ xem ngày theo 12 tháng. Đó. Tại vì 12 trực luôn luôn chạy theo đúng 24 tiết khí của nó chứ nó không bao giờ chạy theo 12 tháng nha các bạn. Cho nên có nhiều bạn á học học xem ngày dùng 12 tháng á, cái hồi tính trực đó, nó sai tùm lum hết các bạn. Không biết ngày nào là ngày họ trực. Tại vì họ trực tức là nó đang chuyển tháng. Đó. Ví dụ như ngày 22 tháng 11 và ngày 23 tháng 11 nó là ngày họ trực. Nó đều là trực kiên. Ngày 22 tháng 11 nó là trực kiên của tháng 11 và ngày 23 tháng 11 nó là trực kiên của tháng 12. Đó là nó đang chuyển tháng. Tức là ngày 22 nó là ngày cuối cùng của tiết tháng 11 và ngày 23 tháng 11 nó lại là đầu tiết tháng 12. Cho nên nó mang trực kim. Các quý vị cần lưu ý những cái điểm này. Chỉ có những người nào xem ngày theo 24 tiết khí mới tính đúng cái vòng quay của 12 trực. Còn những anh chị nào đang xem ngày theo 12 tháng, đa phần tính 12 trực nó hay bị nhầm liền. Và từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 nó là tiết đại tiết và tiết đông chí, cho nên nó là tiết của tháng 11. Thì những ngày nào nằm trong tiết tháng 11 thì nó có giờ sát chủ là giờ Dậu, từ 17 giờ tới 18 giờ 59 phút. Giờ Thọ Tử là giờ Thân, từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Và từ ngày 23 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11 nó là tiết của cái tháng 12 các bạn. Những ngày này nó thuộc về tiết tháng 12. Cho nên nó là tiết tiểu hàng. À, tiết tiểu hàng là tiết của cái tháng 12. À, rồi, cái khung giờ sát chủ của cái tháng 12 này là giờ Mão, từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Và khung giờ Thọ Tử của cái tháng này là giờ Thân, từ 15 giờ tới tới 16 giờ 59 phút các bạn. Thì cái việc khai trương mở hàng thì chúng ta luôn luôn lưu ý tránh những cái hung tin như thế này. Đó là tam nương, nguyệt kỵ, sát chủ, trực phá, trực bình, trực thâu, trực bới, ngày kiếp sát, ngày tai sát, ngày nghiệt sát, ngày nghiệt hình, ngày nghiệt hại, ngày nghiệt ểm, ngày tiểu hao, ngày tứ phới, ngày ngũ mộ, ngày cửu không, ngày thọ tử, ngày dương công kỵ nhật, ngày sát chủ mùa, ngày đại sát bốn mùa, ngày trực tinh, ngày nghiệt hại và ngày tứ phương nhật. Đó. Thì sau khi tôi đã biên soạn rất là kỹ lưỡng thì tôi đã tìm ra cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị được 6 ngày để chúng ta có thể khai trương mở cửa hàng trong cái tháng 11 năm 2020 này. Nhưng mà trong 6 ngày này thì có 4 ngày kiết và 2 ngày trung bình. 4 ngày kiết đó là ngày mùng 6, ngày 11, ngày 30, ngày 24 là của tháng 11 đó các bạn. Còn 2 ngày trung bình đó là ngày 15 và ngày 28 là tiết là của cái tháng 11 luôn nha các bạn. Cái tháng 11 này là tháng 11 ghi trên lịch. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lựng từng ngày. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, ngày này là ngày Bính Thân. Nó thuộc về hành hỏa, nó là trực thành. Nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 19 tháng 12 dương lịch. Ngày này thì bởi vì nó ngày Thân cho nên nó kỵ người tuổi Thân, người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Và nó kỵ người mạng Kim, tại vì ngày này là ngày hành hỏa. Hỏa khắc Kim đó các bạn. Giờ tốt của cái ngày này là từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút. Rồi từ 9 giờ tới tới 10 giờ 59 phút. Và giờ Mùi là từ 13 giờ tới tới 14 giờ 59 phút. Tôi xin đọc lại những khung giờ. Đó là giờ giờ Thìn từ 7 giờ tới tới 8 giờ 59 phút,
giờ tị từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút và giờ mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các bạn. Và hướng tốt để chúng ta có thể khai trương mở hàng đó là hướng đông và hướng tây nam. Thì việc khai trương mở hàng thì chắc cũng không có cần xem hướng, tại vì nhà mình hướng nào, tiệm mình hướng nào, quán mình hướng nào thì mình mở hướng đó thôi. Rồi cái khung giờ thọ tử của cái ngày này là giờ Mão từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút cộng với khung giờ sát chủ và thọ tử của tháng lúc cái đầu quy giới tôi đã giới thiệu. Rồi chúng ta bước đến cái ngày 11 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Tân Sửu, nó thuộc về là hành thổ, nó là trực trừ, nó là thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 24 tháng 12 dương lịch. Bởi vì ngày này là ngày Sửu cho nên nó kỵ người tuổi Sửu, người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ, và tất cả các tuổi khác đều dùng được ngày này, và nó kỵ luôn người Mãn, Mãn Thủy, bởi vì ngày này là ngày hành thổ, thổ khắc thủy. Cái khung giờ tốt của cái ngày này là giờ Mão từ 5 giờ tới tới 6 giờ 59 phút và giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút các bạn. Rồi chúng ta tiếp theo bước qua cái ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Ất Tỵ, nó thuộc về trực chấp, nó là hành hỏa, nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 28 tháng 12 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 28 tháng 12 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 11. Bởi vì nó là ngày Tỵ cho nên nó kỵ người tuổi Tỵ, người tuổi Dần và người tuổi Hợi, và nó kỵ luôn người mệnh Kim, tại vì ngày này là ngày hành hỏa. Khung giờ tốt của nó là giờ Thìn từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút, giờ Mão từ 5 giờ tới 6 giờ 59 phút và giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút. Cái khung giờ thọ tử của cái ngày này là giờ Ngọ từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút. Rồi chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 24 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Giáp Dần, nó thuộc về trực trừ, nó là hành thủy, nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 6 tháng 1 dương lịch. Ngày này thì nó bởi vì nó là ngày Dần cho nên nó kỵ người tuổi Dần, người tuổi Thân và người tuổi tuổi Tỵ. Cái nó kỵ người mạng hỏa bởi vì ngày này là ngày hành thủy. Khung giờ tốt của nó là giờ Thìn từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ Mùi từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút và giờ Tuất là từ 19 giờ tới 20 giờ 59 phút các bạn. Và khung giờ thọ tử của cái ngày này là giờ Mão từ 5 giờ tới 6 giờ 59 phút nha các bạn. Giờ chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 28 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Bính Ngọ. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, nó thuộc về hành hỏa, nó là trực trắc, nó là chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 10 tháng 1 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 10 tháng 1 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 11 đó các bạn. Bởi vì ngày này là ngày Ngọ cho nên nó kỵ người tuổi Ngọ, người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Và nó kỵ luôn người mạng Kim tại vì ngày này là ngày hành hỏa. Và giờ tốt của nó là giờ Tý từ 23 giờ tới 24 giờ 59 phút. Rồi giờ Ngọ là từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút và giờ giờ Dậu từ 17 giờ tới 18 giờ 59 phút các bạn. Và khung giờ thọ tử của cái ngày này là giờ Mùi từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút. Giờ chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 30 tháng 11 năm 2020. Và ngày này cũng là ngày tốt cuối cùng trong cái tháng 11. Ngày này là ngày Canh Thân, nó thuộc về hành Mộc, nó là trực nghi, nó là thứ ba hàng tuần. Trực nghi thì tùy theo công việc mà chúng ta kỵ nha. Ngày này thì nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 12 tháng 2 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 12 tháng 2 và ngày âm lịch là ngày 30 tháng 11. Bởi vì ngày này là ngày Thân cho nên nó kỵ người tuổi Thân, người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Nó kỵ luôn người mạng Thổ bởi vì ngày này là ngày hành Mộc, Mộc khắc Thổ. Cái khung giờ tốt của nó là giờ Thìn từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ Ngọ từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút, giờ Mùi từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút và giờ từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút. Các bạn nên nhớ là cái những cái ngày như ngày 24, ngày 28 và ngày 30 tháng 11 này là nó thuộc về tiết của tháng 12, nên các bạn có thể tra hung tinh và khắc tinh của cái tháng 12
thì các bạn mới biết là những ngày này nó kiết như thế nào và nó xấu như thế nào các bạn. Chứ đừng có thấy là ngày 24 tháng 11 nó đầy sát chủ rồi các bạn, cứ cho nó là sát chủ. Thực chất nếu mà chúng ta coi theo tháng thì nó là sát chủ, mà nếu mà chúng ta coi theo theo tiết thì nó không phải là sát chủ. Bởi vì nó là tiết của tháng 12 thì nó đâu có dính sát chủ của cái tháng 11 đâu các bạn. Rồi, cái giờ thọ tử của cái ngày này là giờ Mão, từ 5 giờ tới tới 6 giờ 59 phút các bạn. Rồi, coi như là vui vẻ xem ngày tốt, ngày đẹp để chúng ta có thể khai trương mở hàng trong cái tháng 11 năm 2020. Đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra nhiều video hay hơn và bổ hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Chào.